Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với Serum Cây Đời. Thì trong cái video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến mọi người một cái loài cây mà khá là quen thuộc với mọi người và cái tên này cực kỳ quen mắt mà hầu như là được mọi người ưa thích trồng rất nhiều bởi cái khả năng mà thích nghi với cái thời tiết khắc nghiệt này, có những khả năng mọi người có thể dễ chăm sóc chúng, trồng thủy sinh hay trồng đất đều được. Cái cây đó nó có hình vào dáng như thế nào thì đây mọi người ơi, em xin giới thiệu mọi người cái chậu cây lưỡi hổ trồng ba thân như mọi người. Cây lưỡi hổ thì là một loại cây thường được trang trí trong nhà và nhưng mà không phải ai cũng biết hết được về cái công dụng và cái ý nghĩa của cái loại cây này. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ đem đến cho mọi người biết là cách về cái ý nghĩa, đặc điểm, công dụng và một vài tip chăm sóc của cái giống cây đặc biệt này. Thì cái cây lưỡi hổ này nó là một cái loại lưỡi hổ vàng như mọi người, bởi vì những cái sọc vân của nó là bên ngoài viền nó là màu vàng nên được gọi là cây lưỡi hổ vàng. Thì mọi người hãy cùng em theo dõi cái clip này để biết thêm về loại cây này nhá. Thì cái cây lưỡi hổ vàng này để nó còn có một tên gọi khác, đó chính là cái cây cọp. Thì mọi người biết là hổ là cọp đúng không, và cái tên gọi đó chính là cái cây vĩ hổ. Nó là thuộc dòng măng tây và nó có chiều cao từ khoảng là trung bình ý. Thì các cái loài mini nó sẽ có chiều cao khoảng tầm 15 cho đến 20 cm, còn đối với cái loài trồng trong chậu lớn như thế này thì nó sẽ có chiều cao từ khoảng là 50 cho đến 60 cm. Còn ở cái chậu mà em đang cầm trên tay đây rất lặng mọi người ơi, cái chậu này thì cây nó có chiều cao tầm khoảng là tầm 30 cm nha mọi người. Được trồng trong cái chậu trắng xứ này rất là đẹp, cả những sọt. Mọi người có thể mua cái cây chậu mít như thế này về mà mọi người đặt ở trên những cái bàn phòng khách này, hay là ở gần trang trí ở bể cá, hoặc là mọi người có thể mua ở trên các cái sảnh tiếp tân ở khách sạn ở công ty, đều là những cái vật trang trí cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Thì đây, cái cây lưỡi hổ nó là một cái loài cây có cái thân hình mọng nước và có hình hơi sắc nhọn. Nhưng mà thân này khá là mềm nha mọi người, không làm đứt tay ta với những cái đầu nhọn của cây đâu. Đây mọi người còn cái chậu nữa này, cái loại chậu này nó nhỏ hơn thì đây là một cái chậu trồng một cái cây lưỡi hổ Thái nha mọi người. Lưỡi hổ Thái thì nó sẽ không có những cái vân vằn trên cái thân lá của nó, mà nó chỉ có một cái viền vàng nhìn rất là nổi bật, nhìn nhiều hơn là những cái cây lưỡi hổ kia đó. Mọi người có thể mua những cái chậu sẵn hiện nay về trồng thì nó sẽ đỡ mất thời gian của mọi người cho về cái cây mà mọi người biết cây hơn. Thì trên thân của cái cây lưỡi hổ này thì nó sẽ có khoảng hai màu, đó chính là những cái màu xanh nhạt của những cái vằn cây và những cái màu vàng cái viền lá nha mọi người. Vậy tại sao cái cây lưỡi hổ này được rất là nhiều người ưa thích mà chăm sóc, thì bởi vì khả năng mà nó có khả năng chịu nhiệt, chịu hạn và nó rất là dễ chăm sóc. Thì cái lá của nó ấy, thì lá của nó khá cứng, nhưng mà mọi người hầu như về cái cây này thì không phải tưới nước nhiều nha. Đây là một loài cây có nguồn gốc từ cái vùng nhiệt đới và có tới 70 loài khác nhau lận. Thì đây là một trong số cái loài cây lưỡi hổ đã xuất hiện tại Việt Nam khá là lâu rồi và được mọi người rất là yêu thích. Có những cái cây như cả lưỡi hổ Thái như mọi người thấy, là lưỡi hổ xanh, hay là cái cây lưỡi hổ vàng, lưỡi hổ vằn như này, có rất là nhiều loại và phổ biến nhất thì thường sẽ là lưỡi hổ Thái và lưỡi hổ cọp nha mọi người. Lưỡi hổ cọp thì là cái cây này này, nó có những cái vằn trên thân ý, nên là gọi là lưỡi hổ cọp, rất là đẹp mọi người ạ. Thì cây lưỡi hổ này, cái cây lưỡi hổ này thì thường sẽ được đặt trong phòng khách hay trên những cái bàn làm việc, là nơi thể hiện được cái phong cách riêng và nét riêng của gia chủ. Cái cây lưỡi hổ rất thích hợp để đặt trên những cái kệ tivi ở phòng khách hay là trên những cái bàn uống nước nha mọi người. Mà uống nước mà mọi người đặt thì cái cây này nhìn trông rất là sang, nó làm cho cái ngôi nhà của mình trở nên có cái nét riêng biệt hơn này. Hay để trên cái ghế sofa hay là hai bên lối đi cửa ra vào, mọi người có thể trồng ở cái viền cổng rào hai bên ý,
ta, hoặc là và từ cái dọc đường đi ấy, mọi người có thể trồng một cái dàn lễ hội như thế này nhìn rất là đẹp luôn mọi người ạ. Thì đấy đấy cũng là một cách để giúp cho cái cây nữa hồi này có thể phát huy được cái tác dụng của mình. Cái tác dụng của cây nữa hồi này thì nó có cả khả năng là xua đuổi những điều xui rủi không may, hay là những điều xấu ảnh hưởng đến gia chủ này, nó sẽ đem đến cho gia chủ nhiều vận may và tài trí này. Cái cây nữa hồi này nó còn giúp cho cái không gian nó trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt là mọi người đặt trong phòng ngủ ấy, cây còn khả năng lấy các cái khí độc như là khói thuốc lá hay là các cái chất như cái carbonic này, nó sẽ giúp giảm thiểu hơn, và đặc biệt nó còn giúp hấp thụ những cái chất bức xạ, những cái thiết bị điện tử mà giúp cho mọi người có một cái không gian thoải mái thoáng đãng hơn. Nó rất là có lợi và cho việc cung cấp thêm khí oxy và trong quá trình hô hấp của con người nha. Thì trồng cây nữa hồi trong phòng tắm thì đa số hầu như mọi người cũng thường trồng cái cây nữa hồi này trong phòng tắm, vì đây là một loài cây khá là ưa thích bóng râm, thì có thể để trồng chiếu sáng được, dù là mọi người trồng trong phòng tắm hay là trồng ngoài trời thì cây đều có thể phát triển được. Chính bởi cái điều này mà nó được rất là nhiều người ưa thích, thường sẽ hỏi là mua để ở trong phòng tắm này, có thể sống trong một trong những cái nơi mà chiếu sáng trong một khoảng thời gian lâu. Tuy phòng tắm nó có độ ẩm khá cao nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của cái dòng cây liễu hồ này, thì bởi vì nó là một cái cây chịu được khá là thời tiết khắc nghiệt, hoặc là lá cây thì nó còn có khả năng hút hơi nước và loại bỏ các chất độc hại trong không khí. Vì vậy mà đây chính là một cái sự lựa chọn lý tưởng mà mọi người nên mua cho mình một cái chậu cây nữa hộ đẹp như thế này mà đặt trong nhà đấy mọi người, đẹp lắm mọi người ạ, nhìn lá bóng đẹp lắm đó. Mọi người rất nên mua một cái chậu cây như thế này nha mọi người. Thì đó là một số cái công dụng còn về ý nghĩa của phong thủy của cái loài cây nữa hồ này. Thì trong phong thủy, cây nữa hồ có tác dụng cũng diệt trừ tà khí, xua rủi này, ma quỷ và chống lại những điều không may mắn. Và cái lá cây của thẳng đứng thì nó có thể hiện sự quyết tâm, quyết đoán, ý chí tiến lên, luôn luôn tiến lên phía trước này, giành lấy thành công. Nó cũng là một cái cây đem đến nhiều may mắn cho gia chủ này, thể hiện sự ý chí tiến lên của con người với cái dáng vẻ uy nghi từ thân cho đến ngọn, hay là những cái vằn trên lá của cái cây này thì người thứ nhất hổ là tượng trưng cho sự uy nghiêm và dũng mãnh đúng không, thì nó sẽ đem đến cho những người gia chủ trong cái sự uy quyền, danh vọng và sự mạnh mẽ này, đó ý nghĩa của nó rất là đẹp mọi người ạ. Cái hoa của cái cây nữa hổ này nó còn mang một cái vẻ đẹp vô cùng kiêu sa, cho phong nó lại là cái loài hoa có ý nghĩa phong thủy rất là lớn. Theo quan niệm ngày xưa ấy, thì những người mà trồng cây nữ hổ, nếu mà chăm sóc được những cái loài cây này đa hoa thì may mắn trong năm tới rất là nhiều, bởi vì cái loài cây này nữ hổ này thì thường là hiếm thấy đa hoa đúng không, nhưng mà cái cây này là cái cây có hoa nha mọi người, nếu mà mọi người trồng đa hoa được ấy, thì đem đến cho mọi người cực kỳ nhiều vận may và tài lộc luôn, đặc biệt là trong những cái công việc và về sự nghiệp mọi người đều thăng chức nên tới thành công này. Để phát huy được cái tác dụng phong thủy thì nên đặt những cái vị trí phù hợp trong cái cây nữa hồ này, vị trí tốt mọi người nên đặt ở những cái vị trí tốt mà có để có được may mắn và thuận lợi trong công việc lẫn trong cuộc sống nha. Cái cây nữa hồ này nó có rất nhiều các tác dụng về sức khỏe, nó có thể trị dị ứng da này, loại bỏ những cái độc tố trong không khí này, về cái nữ hồng giúp ta giấc ngủ ngon này, giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi stress, hay là nó còn có khả năng giúp trị bệnh các cái bệnh về cái đường tiêu hóa ấy, mọi người. Về cái ý chăm sóc của cái cây nữ hồng này ấy, thì đó là một cái loài cây tương tự với dòng sen đá đó mọi người, bởi vì cái lá của nó là cứng cỏi mọng nước, và đặc biệt nó là một cái loài cây chịu được nhiệt khá là tốt, nên là mọi người hầu như không phải thiếu nước nhiều cho cái loài cây này, vì ánh sáng thì nó chịu được cả ánh sáng giữa nắng và hoặc là trong bóng tối thì đều có thể trồng được cây này. Vì vậy nên là mọi người không phải lo lắng về vấn đề ánh sáng, và cái cây này nó rất là dễ trồng, nhiệt độ thì hầu như không phải lo lắng trong mùa đông hay mùa hè hay
đây là thời tiết khác nhiệt chỗ nào thì vẫn trồng được, nhưng là không phải tưới nước thì cái đặc điểm ý nghĩa của nó như thế, thì mọi người rất cần nên mua một cho mình một cái cây nữa hộ đẹp như thế này. Ngoài những cái chậu cây nữa hộ to như thế này thì bên em còn có rất là nhiều cái chậu nữa hộ thái mini như thế này cho mọi người lựa chọn để đặt trên những cái bàn làm việc của mình đó. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể tới showroom cây nở của em tại 39 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline em để trên màn hình để em có thể tư vấn cho mọi người nha. Thì đó là một số cái tip mà em nhắn nhủ đến mọi người về cái cách chăm sóc của cái dòng cây nở hổ này, và cho mọi người biết thêm nhiều hơn về cái loài cây có cái tên đẹp như thế này, thì mọi người hãy ủng hộ shop em nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.